Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phát triển thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với địa bàn khó khăn này. Trong những năm gần đây, hoạt động sản xuất thương mại hàng hóa khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị, được chứng nhận nhãn hiệu tập thể và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tại địa phương mà còn được đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều sản phẩm đặc trưng, đặc sản như xoài tròn Yên Châu, vải Lục Ngạn, nhãn Sông Mã, v.v. đã được chú trọng phát triển thương hiệu và xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như là châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Trong cái thời gian từ 2015 đến 2020, cũng như là từ 2021 đến nay, thì Bộ Công Thương thực hiện theo quyết định 964 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thì Bộ Công Thương đã đẩy mạnh các cái hoạt động xúc tiến thương mại và đưa các cái doanh nghiệp có quan tâm đến các cái vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo để biết các cái thế mạnh của các cái vùng này và đặc biệt là các cái sản phẩm, và để sau đó thì đưa cái việc kết nối để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đó vào các hệ thống phân phối ở ngay trong nước cũng như là ở nước ngoài. Đây là một cái chương trình rất là cần thiết đối với lại các cái tỉnh vùng sâu, vùng xa như Điện Biên. Thế thì qua hai cái chu kỳ để thực hiện chương trình thì cũng nhờ có sự kết nối này thì các sản phẩm hàng hóa của Điện Biên cũng đã được bắt đầu biết đến ở thị trường trong nước, và chúng tôi nghĩ rằng đây nó là cái cú hích để thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, là cái động lực để cho người dân phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo. Thế cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là chương trình này sẽ được thúc đẩy rộng rãi hơn nữa và có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ phía các cơ chế chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Công Thương. Để triển khai có hiệu quả chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn 2021-2025, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm tiềm năng, lợi thế của khu vực này, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đóng vai trò rất quan trọng. Đây là yếu tố góp phần kết nối và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, nhằm kích thích tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển thương mại của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền. Có thể nói, nhiều hoạt động đa dạng, phong phú liên tục của chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong 5 năm qua đã phát huy hiệu quả trong phát triển hệ thống chính sách, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thương nhân, đồng thời tăng cường năng lực cho các công chức, viên chức của tỉnh, huyện, xã về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, v.v. Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới với những nội dung yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước. Như chúng ta đã biết thì giai đoạn 5 năm vừa qua, chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã có được những kết quả khả quan. Và để tiếp theo giai đoạn này thì Bộ Công Thương đã có những cái giải pháp mới là chuyển đổi số trong cái hoạt động phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Thay đổi cái việc là chúng ta chỉ đưa các doanh nghiệp ở miền núi là về với miền xuôi, mang hàng hóa về với miền xuôi bằng những cái hội chợ hay là các cuộc kết nối cung cầu ở các cái thị trường lớn. Thì chúng ta còn làm thêm cái việc là đưa những doanh nghiệp lớn về đầu tư ngay tại những cái địa bàn khó khăn này. Một cái mảng nữa nhấn ở cái giai đoạn tiếp theo này đấy là sự gắn kết cái việc là phát triển thương mại ở vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi và hải đảo gắn với phát triển du lịch và dịch vụ. Và dịch vụ này sẽ còn bao gồm cả những cái dịch vụ về bảo hiểm, về logistics, về tín dụng để hỗ trợ cho bà con ở khu vực này. Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 theo quyết định số 964/QĐ-TTg đã góp phần phát triển thị trường hàng hóa, tạo ra cơ hội giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân nơi đây.
với các phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện chương trình trong giai đoạn 2022-2025, nhất là việc huy động nguồn lực để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu đặc sản, kết nối tiêu thụ, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa khu vực miền núi, hải đảo qua sàn thương mại điện tử quốc tế. Hy vọng rằng khu vực này sẽ có bước phát triển nổi bật trong thời gian tới.